Đây nhá anh em nhá, đây là một hệ thống lọc của bể 5 khối. Mình sẽ nói chi tiết về hệ thống lọc của một chiếc bể 5 khối này nhá. Đầu tiên là hút mặt. Với hồ thể tích nhỏ như thế này thì ta nên dùng một hút mặt thôi anh em ạ. Đây là tổng thể hệ thống của đường ống đi về ngăn lắng anh em nhé. Với thể tích của hồ như thế này thì ta dùng một hút mặt, hai hút đáy và một hút lửng, làm sao để cho các phân bụi bẩn ở trong hồ được hút sạch sẽ nhất. Toàn bộ hệ thống của hút mặt, hút đáy và hút lửng ta đều dùng ống 60. Tiếp đến là phần hệ thống thổi luồng. Với hồ nhỏ như thế này thì ta lên đi ống làm sao để sử dụng một bơm thôi anh em ạ. Ta bố trí thành hai vị trí luồng với ống nối tiếp với nhau để làm sao sử dụng cho một bơm. Đây là phần chi tiết của phần hệ thống đường ống luồng. Anh em lưu ý khi đặt đầu ống luồng đi ra bể chính phải đặt thuận chiều với nhau, làm sao cho dòng nước chảy một cách tuần hoàn, tránh trường hợp dòng nước bị nghịch dòng sẽ dẫn đến phản tác dụng của hệ thống lọc. Đây là hệ thống đường ống dẫn lên thác. Ta đi bằng ống 48. Đây là đường ống sủi, ta đi bằng ống 21. Làm sao để cho đầu ra của sủi được đặt ở dưới chân thác. Anh em lưu ý, ở trong ngăn lắng có một đường ống dẫn ra, đó chính là đường ống của bơm xả cặn. Sau này ta sẽ lắp một chiếc bơm xả cặn ở đây để có thể vệ sinh hồ một cách sạch sẽ. Anh em cùng ngắm tổng quan của hệ thống lọc của một chiếc hồ cá koi 5 khối nhé.